Thưa quý vị và các bạn trẻ trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An vừa thực hiện ý tưởng biến rác thải thành tranh vẽ. Các sản phẩm nghệ thuật độc đáo đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về ý thức bảo vệ môi trường, tình yêu quê hương đất nước đến mọi người xung quanh. Từ các vật liệu là rác thải như ống hút, nắp chai nhựa, túi ni lông hay màu sơn, các bạn trẻ đã khéo léo tạo ra những sản phẩm tranh vẽ độc đáo, truyền tải đi những thông điệp riêng. Con cá này là tượng trưng cho cái sự mà nó bị ô nhiễm, nó nuốt trọn trái đất của chúng ta, là nuốt trọn cái con người của mình. Em muốn cảnh báo cho mọi người là nên hãy giữ môi trường cho sạch sẽ và trong sạch hơn. Không chỉ là tranh vẽ, bằng sự sáng tạo của mình, các bạn trẻ còn lên ý tưởng tạo ra các vật dụng, mô hình có tính ứng dụng trong thực tế từ những vật liệu nhựa và giấy bỏ đi. Những sản phẩm ở đây thì em được làm từ những cuộn giấy cuộn lại và em sơn với màu gỗ với thông điệp là gỗ được làm từ ra giấy và giấy cũng có thể mang hình dạng và tái sử dụng với những công dụng thân thuộc của gỗ để sử dụng trong trường học ở các trường cấp 1. Dù là những nghệ sĩ không chuyên, nhưng có thể nói những tác phẩm sống động này đã mang đến nhiều ấn tượng cho người xem về cái nhìn khác về hội họa. Đó không chỉ là sản phẩm, là tranh vẽ, mà còn là sự đầu tư suy nghĩ của các bạn trẻ hiện nay về nhiều vấn đề thiết thực trong cuộc sống. Qua đây cũng thấy được sự sáng tạo không ngừng, tinh thần tiên phong đi đầu trong hoạt động vì cộng đồng của đoàn viên thanh niên hiện nay.